Redmi K60. Cái chữ gì đây? Chữ của Kakashi à? Trời ơi, cái chữ gì mà không đọc cái này, ngay về cần Google thôi. Đấy, mình dốt tiếng Trung lắm. Phiên bản cực đoan á. Sao lại phiên bản cực đoan nhỉ? Cực đoan hay là cực đại nhỉ? Rồi, thôi đùa các bạn vậy thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây là Redmi K60 Ultra nha các bạn nhé. Cực đại luôn. Và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có rất là nhiều những điểm nổi bật. Thứ nhất đấy là nó chạy con chip rất mạnh DMSD 9200 Plus. Tiếp tục nữa là nó có một cái sạc siêu nhanh ở bên trong này. Đấy là sạc 120W. Nó sẽ có màn hình 1.5K, tần số quét là 144Hz, tấm nền là OLED, rồi có loa ngoài là loa kép. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là cái phiên bản RAM ROM rất thoải mái luôn. RAM 16GB, bộ nhớ trong 256GB, có Hi-Res Audio với cả wireless luôn. Và nó còn có rất nhiều những điểm nổi bật khác nữa. Chúng ta sẽ cùng mở hộp với nhau ngay trong video ngày hôm nay nhé. Đây là cái hộp của nó, tông màu theo kiểu là vàng đen. Rồi, bên trong hộp này chúng ta sẽ có những gì nào? Chúng ta sẽ có que chọc SIM này. Chúng ta sẽ có ốp lưng dẻo trong suốt như thế này và sách hướng dẫn sử dụng nữa. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có cái gì nữa? Chúng ta sẽ có một cái củ sạc nhanh 120W rất là to đấy nhé các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C như thế này đây. Và tất nhiên, cái chiếc điện thoại này thì cũng sẽ có luôn một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như thế này. Và nó có vân tay bên trong màn hình nhé. Đấy, được chưa? Khi anh em đỡ phải lăn tăn, viền màn hình thì cũng khá là mỏng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ hết phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc điện thoại Redmi K60 Ultra này nhé. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Quay trở lại với Redmi K60 Ultra thì cái điều đầu tiên mà mình thấy ở trên cái dòng này đấy là cái mặt lưng kính bóng của nó để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Đây, các bạn có thể nhìn thấy luôn này. Mình chỉ cần để lên đây phát thôi là chúng ta đã thấy rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay rồi. Nên là trong cái quá trình sử dụng ấy thì cái mặt lưng này nó sẽ rất là bẩn. Và đặc biệt là đối với cái phiên bản tối màu, màu đen mà mình đang cầm ở trên tay như thế này. Cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có mặt lưng kính nhé các bạn nhé. Thế tuy nhiên là cái phần khung viền này thì nó chỉ là khung viền nhựa thôi. Đấy, cái phần khung viền này thì nó bắt phẳng. Đấy, nhà xuất họ bắt phẳng như thế này. Tuy nhiên là cái phần mặt lưng ở phía sau ấy thì họ lại bo góc vào, nên là khi mà chúng ta cầm nắm như này, chúng ta sẽ không cảm thấy là nó bị quá cấn tay đâu. Đấy là cái điểm mà mình cảm thấy thích. Bình thường thì ví dụ như là iPhone nó vắt phẳng cái phần khung viền như này thì cái mặt lưng của nó vắt phẳng luôn. Còn có một số những chiếc điện thoại nó làm bo cong ở cái mặt lưng nó nhiều như này thì cái phần khung viền này nó sẽ không vắt phẳng đâu. Thì cái dòng này mình thấy là nó đang có cái sự tối ưu rất tốt về cái cảm giác cầm nắm. Khi mà cái phần khung viền vắt phẳng như này nó sẽ khiến cho chúng ta có một cái cảm giác cầm nắm nó chắc tay hơn, nó không bị trơn tay. Và cái phần mặt lưng bo cong như này thì khi mà chúng ta cầm vào nó cũng sẽ lõm xuống, nó vừa với cái phần lòng bàn tay của chúng ta, khiến chúng ta cầm nắm nó trở nên thoải mái hơn. Cái khối lượng của sào này nó sẽ rơi vào khoảng 204g. Mình thấy là như thế là ở mức độ vừa phải rồi. Độ dày 8.5mm thì cũng là mức độ cơ bản. Đấy, nó không quá dày, cũng không quá mỏng. Tiếp tục nữa là khi mà mình mở sáng màn hình của cái chiếc điện thoại này ra, các bạn có thể nhìn thấy là cái phần viền màn hình làm khá ổn đấy chứ. Như thế này là mình đánh giá là mỏng đấy. Và tiện thể nhìn xung quanh cạnh máy thì chúng ta sẽ có một số những thông tin, ví dụ như là loa là sẽ có là loa kép này. Đấy, một loa phía dưới này và loa phía trên luôn. Mắt thần hồng ngoại vẫn có để chúng ta có thể điều khiển các thiết bị ở bên trong gia đình, ví dụ như là TV hay điều hòa. Cổng sạc thì sẽ là cổng Type-C. Và tất nhiên rồi, phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng thì sẽ nằm ở bên cạnh phải. Và phím nguồn này thì sẽ không có cảm biến vân tay, bởi vì đơn giản là cảm biến vân tay nó đã được đặt ở bên trong màn hình như này. Và cảm biến vân tay này là cảm biến vân tay một chạm. Tuy nhiên là cái vị trí đặt cảm biến vân tay thì mình thấy là nó hơi thấp. Đấy. Bình thường là nếu mà chúng ta sử dụng những cái điện thoại flagship ý, thì là cảm biến vân tay nó sẽ đặt cao cao ở phía trên này. Nhưng mà đối với những cái sản mà nó theo kiểu cận cao cấp như này thì nó sẽ chỉ nằm ở phía dưới như này thôi. Đấy, thì cái đấy cũng là cái điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng. Nếu mà nó đặt cao hơn thì nó sẽ tốt hơn. Tiện thể nói về phần màn hình thì sao? Cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,67 inch. Độ phân giải sẽ là 1220p. Chính xác ra nó sẽ là 1220 nhân với cả 2712 pixel. Tỷ lệ màn hình là 20 chia cho 9 cho một cái mật độ điểm ảnh rơi vào khoảng 446 ppi. Nghĩa là cái mật độ điểm ảnh này nó cao hơn tầm khoảng hơn 10% so với cả những màn hình Full HD cộng thông thường. Màn hình này thì sẽ có tấm nền là OLED, tần số quét là 144Hz, có HDR10+, có Dolby Vision và độ sáng theo công bố của nhà sản xuất nhé, rất rất cao luôn, tối đa có thể lên tới là 2600 nit. Thực sự là một con số quá khủng khiếp. Và tiện thể nói về cái phần mặt trước như này
thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải là 20 chấm ở phía trước này đây. Cái chiếc điện thoại này có một cái điểm nữa mà mình cảm thấy ưng ý, đấy là cái mức độ hoàn thiện của nó rất tốt nha các bạn nhé. Cái sản này là hoàn thiện theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi IP68. Nhìn vào cái phần cụm camera ở phía sau như này thì mình thấy là nó cũng được làm khá là tỉ mỉ đấy. Có những đường vát bao quanh cái cụm camera hình vuông như thế này. Và cái cụm camera này thì nhìn trông nó không liên tưởng tới iPhone đâu nhé các bạn nhé. Bởi vì cái vị trí đặt những cái camera này thì nó cũng sẽ hơi khác biệt một chút. Chúng ta sẽ có camera chính có độ phân giải là 50 megapixel khổ độ LED 1.7, có chống rung quang học OIS. Chúng ta sẽ có camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 chấm, góc chụp là 119 độ và một cái camera macro có độ phân giải là 2 chấm nữa. Chúng ta sẽ có thêm cái dòng chữ đấy là 50 megapixel ở đây. Rồi, tiếp tục nữa nào, về phần hiệu năng thì sao? Đây là con chip Dimensity 9200 Plus. Đấy, và cái điểm số AnTuTu cho ra, đây mình đang test thử xem nó sẽ là bao nhiêu điểm nhé. Nó sẽ rơi khoảng gần 1,5 triệu điểm, cũng là một cái điểm số rất cao rồi. Chúng ta sẽ có CPU rơi vào khoảng 386.000 điểm và GPU rơi vào khoảng 525.000 điểm. Hôm sau ấy thì admin Khải bên mình sẽ có một cái video test game rất chi tiết cái sản này. Điểm số AnTuTu thì nó chỉ nói lên một phần nào đó thôi, chứ nó cũng không quyết định xem là sản chơi game có tốt hay không. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 16, bộ nhớ trong 256. Và tất nhiên nó cũng sẽ có một số những cái phiên bản khác, tối thiểu sẽ là 12256 và tối đa sẽ là RAM lên tới là 24GB, bộ nhớ trong là 1T. Nghĩa là cái cấu hình của sản này nó quá khủng khiếp rồi. Và cái thể đọc ghi bộ nhớ trong sẽ là UFS 4.0, cao nhất ở trong thế giới Android bây giờ. Về viên pin thì cái điện thoại của chúng ta sẽ có viên pin là 5000 mAh, và với cái việc kết hợp với sạc 120W thì nó sẽ chỉ mất tầm khoảng vài chục phút là sạc đầy pin rồi. Loa ngoài là loa két thì vẫn có giống như nãy mình đã nói. Giờ mình sẽ xem qua một chút về cái phần mềm của nó nhé. Hiện tại thì tiếng Việt là chưa có sẵn đâu, chúng ta sẽ phải chờ đợi để có tiếng Việt. SafePlay thì cài đặt rất là dễ dàng. RAM 16GB và có thể mở rộng thêm 3GB nữa qua bộ nhớ trong. Đấy, tuy nhiên là cái này thì mình không có quan trọng lắm, nó chỉ mang tính chất marketing là chính thôi. Đấy, còn vào trong phần tất cả thông tin ấy, thì hiện tại là nó đang chạy phiên bản Android 13 nhé các bạn nhé. Đấy, con chip này thì xung nhiệt tối đa rất cao luôn, lên tới là 3,35GHz. Rồi, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ có cái gì đây? Chúng ta sẽ có MIUI 14 nữa. Những cái thông số rất là mới ở thời điểm hiện tại rồi. Và thời điểm hiện tại thì với mức giá là khoảng 9 triệu rưỡi tại ClickBuy thì mình nghĩ là đây là một mức giá rất là tốt dành cho chiếc điện thoại Redmi K60 Ultra đấy. Nó cực kỳ đồng đều với nhiều yếu tố. Hộp phụ kiện thì vô cùng đầy đủ. Thiết kế thì có kháng nước kháng bụi là IP68 này. Màn hình đẹp, tần số quét cao, độ sáng cực tốt, hiệu năng cực mạnh. Camera thì đủ đa dụng, pin đủ tốt. Phần mềm thì mới nhất bây giờ. Những cái thứ khác ví dụ như là loa kép các kiểu là đầy đủ luôn. Đấy, các bạn cảm thấy sao với mức giá 9 triệu rưỡi? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và thậm chí là mình thấy là có một số những phiên bản khác, ví dụ như là RAM 16 bộ trong 1T đây này, là cũng chỉ có mức giá là tầm khoảng 10.990.000, coi như là 11 triệu đấy. Cái phiên bản RAM 16 bộ trong 256 mà mình đang cầm trên tay này là tầm khoảng 10 triệu. Đấy, còn phiên bản thấp nhất là 12256 thì là 9 triệu rưỡi nhé các bạn nhé. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.